Bây giờ mình thực hành, bữa mình thực hành với các bạn là mở bài các bạn biết viết là 58 từ. 58 từ. Kết bài. Kết bài các bạn viết là gì đây? À, cái bài các bạn viết bao nhiêu? 36 từ. 36 từ. 36. Rồi cái phần thân bài 1. Thân bài 1 mình cùng với các bạn mình viết là bao nhiêu từ đây? Thân bài 1 để mình kiểm tra lại ha. Thân bài 1 mình viết 91 từ. Rồi 91 từ. Bây giờ nhìn nó khó quá, rồi giờ mình xuống đây cho nó dễ dễ nhìn. Bây giờ thân bài 2 các bạn viết bao nhiêu từ nữa là đẹp? Thân bài 2 các bạn có thể viết là bao nhiêu từ nữa? Trong cái phạm vi bằng bằng với cái phần thân bài 1 là 85 cho tới 80 cho tới 9 90 được, ok ha. Và vậy đây chúng ta sẽ đúc kết ra một cái gì đây? Cái bài essay của chúng ta nó sẽ rơi vào phạm vi là bao nhiêu? Ồ, này là nó có thể là 300 từ. Vậy chúng ta một bài essay, một bài essay, một bài essay được phép viết trong phạm vi từ 250 cho đến gì? 320 từ nha. Là ok nhất. Này là cái lời khuyên của mình cho các bạn nên viết nha. Ngoài cái mức 320 á là cái bài essay nó viết quá dài. Được không? Được chưa mọi người? Chúng ta sẽ lưu ý cái chỗ này nè. Một cái bài essay chúng ta sẽ viết trong cái phạm vi là từ từ 250 tới 320. 230 từ. Đó, chúng ta viết trong cái mức này. Nhưng mà kinh nghiệm của mình á, kinh nghiệm viết của mình nè. Kinh nghiệm của mình. Thì mình sẽ viết trong cái phạm vi là 280. Mình sẽ viết trong cái phạm vi là đẹp nhất là 200, 270 cho tới 290. Thì mình có nhiều cách để mình rút gọn từ vựng lắm. Ok, tới đây mọi người hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ mình muốn rút gọn từ vựng đi. Bây giờ mình muốn rút gọn đi ha. Bây giờ mình muốn rút gọn, xử lý rút gọn đi. Rút gọn từ như thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ thực hành rút gọn từ vựng. Độ chênh lệch cấp độ của từ có ảnh hưởng nhiều đến lexical resource không nha? Độ chênh lệch cấp độ của từ là trong đây độ chênh lệch cấp độ của từ á là từ vựng trong cái bài essay của em á phải dùng á nó linh hoạt, có cả A1, A2, B1, B2, C1, C2. Từ vựng nó phải như thế này nè, nó giống như một cái giai điệu á, giống như một cái giai điệu trong âm nhạc á, melody á nó phải có lên có xuống á, thì cái bài essay nó mới tạo được cái sự tự nhiên. Còn cái bài essay mà của em á, em dùng hết tất cả những cái từ nó cơ bản trong cái bài essay, toàn là từ cơ bản không thì cái bài nó rất là chán. Hoặc là cái bài mà nó dùng từ vựng đao to búa lớn quá, trong bài essay toàn là dùng là từ cao cấp, từ khó không đọc đọc vào nó máy móc lắm. Như vậy nó sẽ không tạo ra được cái sự tự nhiên. Như vậy một cái kinh nghiệm là gì? Kết hợp dùng cả từ vựng cơ bản và từ vựng nâng cao thì nó mới tạo được cái sự tự nhiên trong cái câu văn của mình. Thấy không? Giống như trong cái câu văn này nè, nó có cả từ cơ bản và từ nâng cao. Từ cơ bản believe, thấy không? Từ cơ bản, đúng chưa? Từ nâng cao nó cũng có là từ nào? Ví dụ như nó có từ nâng cao, ta có cái từ gì? Internet based nè, nâng cao, thấy không? Inaccurate nè, nâng cao nè. Đó, online cũng này là từ bình thường nè, thấy không? Nó phải tạo được cái sự gì? Cái sự tự nhiên. Cái câu văn dễ hiểu. Rồi bây giờ mình muốn ăn gian, mình muốn rút gọn nào, một cái thủ thuật rút gọn. Nếu bạn nào thi máy tính á, thì nó sẽ lợi hơn là thi thi giấy nha. Thì máy tính thì chúng ta sẽ đếm được từ vựng. Thi giấy là lúc ta chúng ta muốn rút gọn, xử lý sao rút gọn. Bây giờ đây đây là một cái bài này, mình sẽ rút gọn cái bài này. Trong cái bài này chúng ta sẽ rút gọn như thế nào đây? Cái bài này nó sẽ có khoảng bao nhiêu từ? Cái phần body này, phần body này rút gọn, rút gọn từ vựng ở body 1 chúng ta sẽ rút gọn ha. Trong cái phần body 1 này mình biết nó tới 91 từ lận. Em nên đi thi trên máy tính đi, thời này chúng ta là thời công nghệ số rồi, công nghệ 4.0 thì chúng ta nên đi thi thi máy tính đi cho nó có kết quả nhanh. Thi nó trong một ngày là xong luôn và khoảng 3 tới 5 ngày là nó có kết quả rồi, còn thi giấy ngồi chờ lâu lắm. Thi máy tính là mình sẽ thi gì đây?
nghe đọc viết mình thi trên máy tính, còn thi nói mình sẽ thi với giám khảo nha. Ở đây mình nói là mình viết là tới chín mấy từ lận đúng không? Bây giờ mình muốn rút gọn nè. À, mọi người rút gọn ha, ví dụ như từ này mình rút gọn được không? Từ này nó tính tới ba từ lận đúng không? Ba từ này, số 3 là thấy không? À thấy không? Nó là từ này là gì? To begin with là nó gì? To begin with là nó là gì? Ba từ lận, bây giờ rút gọn đi. Thay bằng gì? Firstly. Rút xuống. Đó. À, nhầm, ở đây để cho các bạn dễ hiểu ha. Bây giờ cái body này là nó 91 từ. Để mình để dưới đây đi. Rút gọn đây, mình copy qua đây một cái trang mới cho mọi người dễ coi. Ví dụ như đây là cái này là bây giờ muốn bây giờ là đang ngồi trong phòng thi máy tính ha. Giờ mà máy tính là thấy nó đếm chữ là thấy này nó 91 từ dài quá. Này có vẻ là mình nói là sao? Thấy hơi dài. Hơi dài nên rút ngắn đi. Nên rút ngắn lại. Rút ngắn. Chúng ta nên rút ngắn. À, nhưng mà lưu ý nha, nhưng vẫn đảm bảo ý không thay đổi, ý không không bị thay đổi. Nhớ là cái chỗ này nha, chúng ta rút ngắn nhưng mà ý phải không bị thay đổi nha, còn ý mà thay đổi là đi về mo luôn đó. Rồi ở đây mình sẽ rút nè, bây giờ mình rút cái chỗ này sao đây, mình sẽ rút những cái từ này bằng cách là dùng những từ đồng nghĩa. Bây giờ mình xử lý to begin with, ở đây ta có cái từ to begin with nè, to begin with chúng ta sẽ thay bằng từ gì đây mọi người, thay bằng gì? Firstly, đó là một, chỉ là rút ngắn lại. Thay bằng firstly. Thi máy tính mà AI hỏi thì đỡ áp lực hơn thầy nhỉ? Trời ơi, thi máy tính thì mà thi máy tính hay là thi gì thì chúng ta vẫn thi examiner nha, thi examiner nó mới khách quan được. Thi máy tính công nghệ AI đâu phải lúc nào nó cũng chính xác đâu. AI nó sẽ không đánh giá được chính xác đâu. Rồi, chúng ta sẽ thay bằng gì? Bằng cái này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ thay tiếp tục ha. This is principally because này chúng ta bỏ luôn nè. Chúng ta nối luôn nè. Chỗ này chúng ta có thể là gì đây? Điều này là bởi vì chúng ta có thể là tới cái chỗ này chúng ta có thể gì đây? Chúng ta có thể bỏ chỗ này luôn. Bỏ chỗ này đi. Đó. Bởi vì chúng ta có thể gì? Tất cả các cá nhân có thể viết những cái gì đó. Chúng ta nối câu vô. Bỏ đi cái chỗ này. Mà không được kiểm tra. Ở đây chúng ta có thể rút gọn tiếp tục ha. Mà không được kiểm tra, mà không được kiểm duyệt. Cái tay này, này tới hai từ lận, chúng ta có thể thay bằng cái từ gì? Kiểm duyệt à, ví dụ như là trong đây mình đã thay bằng cái gì đây? Mình đã rút cái chỗ này rồi ha. Chỗ này mình đã rút đi. Rồi, mà không được kiểm duyệt. Đây mình có thể thay bằng cái gì đây? Đó, thành một từ thôi mà không được kiểm duyệt bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này. Bởi những cái người là gì? Phóng viên thì mình có thể chỗ này mình có thể rút gọn nè, cái chỗ này nè. Có thể thay thay bằng cái chỗ nào? Sẽ thay bằng gì? Bởi như vậy. Không được kiểm duyệt bởi bên tòa soạn hay là báo, bởi gì? Press. Không được kiểm duyệt bởi gì đây? Bởi cái tổng biên tập là chief editor đó, thấy chưa? Nó đã cùng với ý chạy cái ý nó y chang như vậy nhưng mà mình dùng từ nó ngắn lại ha. Và sau đó và gì? Và đăng chúng lên trên các diễn đàn mình có thể nói sao? Chỗ này mình có thể nói là gì? Mình sẽ thay bằng cái gì? Make dumb nè. On thì mình có thể là thay bằng cái gì đây? Mình sẽ làm nó ngắn lại ha. Make dumb mình có thể là gì? Sau đó gì? Bold gì? Damn on đó, đăng tải trên các diễn đàn internet. Được chưa? Ở đây mình có thể là diễn đàn internet, mình có thể là mình bỏ cái chỗ này luôn đi. Cái này nó cũng ngắn rồi không có rút được. Rồi, những cái người độc giả sẽ có những cái đánh giá không chính xác. Ở đây mình thấy có gì? Những đánh giá không chính xác về những sự kiện nè. Chỗ này mình thấy là nó dài dòng quá. Chỗ này dài dòng quá các bạn ơi. Có thể rút ngắn được nè. Ví dụ ở đây mình rút ngắn ha, rút ngắn cái chỗ này thay bằng gì đây? Đánh giá không không chính xác. Có thể nói là gì? Đánh giá ta có cái cách dùng của từ đánh giá để kiểm tra lại ha. Bây giờ dùng cái từ động từ đi.
Nếu mà em thi mấy Rồi. thi mà trên AI chấm á, thì chỉ có thi TOEIC thôi ha. TOEIC hay là thi PTE gì đó. Rồi ta có chết đánh giá. Judge. Rồi ta có nè, đánh giá nè, ta có những cái cách dùng của từ đánh giá nè. Đánh giá một ai đó về cái vấn đề gì đó, đánh giá. Estimate somebody something on something. Give opinion. Đánh giá về ai đó. Ok, ở đây mình sẽ rút gọn lại như đây, sẽ đánh giá không chính xác. Mình sẽ chuyển cái gì đây? Chuyển cái gì? Inaccurately đó. Chết. Đó. Chúng ta sẽ bỏ luôn cái này luôn, đánh giá cái gì? Đó, inaccurately, hoặc là chúng ta có thể dùng cái từ an toàn hơn là gì? Có thể dùng từ này, assess. Đánh giá những cái sự kiện gì được đăng tải trên các này không chính xác, được đăng tải trên các diễn đàn công nghệ ở đây á, thì đây các bạn, nếu mà các bạn muốn rút gọn bỏ luôn cái chỗ này cũng được nè, bỏ luôn cái chỗ này đó, nói thẳng luôn trên Facebook và TikTok đó, mình rút bằng nhiêu từ còn 74 từ, thấy chưa, thấy rút gần 20 từ rồi. Do đó as a result đúng không, as a result đây này, này nếu mà trong văn viết nó tính thành mấy từ, ba từ. S là 1, R là 2, result là 3. Ở đây mình rút luôn bối này đi, thay bằng cái gì? Therefore là xong, hoặc là gì? Consequently. Đó. Đây, khi tiếp xúc với cái những cái này, ở đây là when being exposed to. Ở đây chúng ta có thể là dùng vật in làm đầu câu mang nghĩa bằng cái when, bỏ chữ when luôn. Đó. Tiếp xúc với những cái trang này nó sẽ gì? Mọi người sẽ gặp phải gì? Suffer from, sẽ bị stress đúng không? Rồi ở đây mình có thể nói là và làm cho nhờ mọi người sao cái chỗ này mình có thể viết ngắn là được nè, ví dụ như chỗ này mình có thể viết ngắn là tiếp xúc với những cái trang độc hại này sẽ làm cho mọi người bị stress. Ở đây mình có thể viết cái câu này ha, cái chỗ này nè, mình highlight cái chỗ này, bây giờ mình viết lại cái chỗ này ha, mình highlight cho mọi người đó này nha, các bạn coi cái chỗ này, chú ý cái chỗ này một tí. Ok, mình sẽ viết lại câu này bằng với cái cũng là cái ý y chang, cái ý y chang trong cái chỗ bôi màu xanh này, nhưng mà mình sẽ viết ngắn gọn lại. Mình có thể nói là being, mình có thể dùng danh từ đi, exposure to, việc tiếp xúc với cái trang độc hại này, disposure to gì, the harmful gì, online các trang gì, news sẽ gì sao sẽ làm cho họ gì, will lead lead to gì, lead to internet user facing gì, facing stress and the depression. Rồi sao nữa, là điều này sao nữa, leading to vậy, leading to dẫn đến là gì đây, significant năng suất lao động, significant gì, decrease in their labor productivity. D là bằng D là một cái từ verify cho từ nào đây? Internet user được chưa? Việc tiếp xúc với cái tin tức độc hại này sẽ gây. Rồi cái này được bao nhiêu từ đây? Cái này mình viết là 24 từ, còn trên đây mình viết là bao nhiêu từ? Trên đây. Ở đây mình viết 24 từ ha. Câu dưới mình viết bao nhiêu từ? Câu dưới mình cũng viết luôn 24 từ luôn các bạn ơi. Reduction này nên mình rút gọn đây 24 từ, giờ mình rút rút sao thành 24 từ luôn. Đây có thể rút từ từ coi, để mình coi mình thấy rút tiếp xúc với gì, tiếp xúc với cái trang độc hại này sẽ làm cho mọi người bị stress, rồi dẫn đến là gì, năng suất lao động của họ bị giảm, do đó giảm năng suất lao động. And có thể dùng therefore, therefore gì, and therefore cause
Code Reductivity, năng suất của họ gì? To decrease. Rồi, dùng cấu trúc khác rồi. Bao nhiêu từ? Này còn 22 từ mọi người. Ăn gian được ăn gian được 2 từ. Được ơi. Labor chứ, ăn này được còn 3 từ ha. Cái câu này là 24 từ. Vừa viết câu này đó, hai câu này tương đương với nhau. Nhưng mà cái cách dùng từ và cái cách ngữ pháp này nó khác nhau một tí thôi. Vậy tổng cộng mình viết lại cái bài này bao nhiêu từ đấy? Được 71 từ. Ok. 71 từ. Ok, giả sử như mình viết body 1 71. Body 1 71, body 2 70 đi. Kết bài viết bao nhiêu? Kết bài là mình viết nãy là trong cái kia mình viết 36 từ. 36. Phần mở bài của bên đây thì mình viết bao nhiêu từ đây? Mở bài đây mình viết là 58 từ. Ok, mở bài mình viết 58 từ. Mở bài mình viết là 58 từ. Như vậy cộng lại tổng cộng chúng ta có một cái bài essay. Bài essay hoàn chỉnh của cái dạng này mình viết bao nhiêu từ? Mình ăn gian rút gọn thủ thuật hết. Ý không bị thay đổi ha. Đó là một cái kinh nghiệm mà mình thi máy tính thì mình xử lý như vậy. Còn mà thi giấy thì chắc không làm được như vậy đâu các bạn. Thi giấy gạch xó rất là cực. Rồi 58. Cái này 150. 150 với 38. 150 này. Ủa gì mà rút gọn gì tao tới 250 ta. 6, 3, 38 này là hết 94. 94 cộng 150. 94 cộng 150. Ồ chết bà rồi. 94 cộng 150 là mới 200 mấy là không được rồi. Ôi rút này rút nhiều quá. Rút như vậy nhiều quá là nó bị rớt xuống 250 từ là bị trừ điểm ha, tax respond 236 từ điện là vậy được rồi. Chúng ta nếu mà người ta chúng ta rút gọn kết bài chúng ta phải rút làm sao là phải trên ha. Bài essay phải làm sao là gì? Từ mức 250 trở lên sau khi rút gọn. Ở đây mình rút tối đa quá các bạn. Ở đây mình rút của tối đa quá. Ở đây mình phải cái gì? Mình có thể giữ lại cái bài này để đảm bảo số từ làm sao là chúng ta. Đó là một cái thủ thuật, một cái kinh nghiệm mà mình sẽ xử lý cái bài này ha các bạn. Ok chưa? Lúc thầy thi thầy thấy thời gian có ngắn quá không thầy? Trời ơi, em thi máy tính em đánh nó cực kỳ nhanh luôn, em đánh 10 ngón nha. Ví dụ như thầy thi á, thầy thi cái lần đó cách đây là cũng thi IDP máy tính á, là cũng cái lần mà thi bên máy tính là cũng gần 2 năm rồi. Thì máy tính nó cũng mới có gần đây thôi, được 2 năm rồi. Còn thi bên giấy á, thì mình thi bên PC, còn thi máy tính mình thi bên IDP nha các bạn. Thì mình thi bên máy tính á, thì mình làm cái bài hai bài ha, hai bài essay của mình làm á, hai bài essay nè, thi trên máy nè. Thi trên máy. Thì mình làm trong thời gian là 50 phút à. Task one mình làm 12 phút. Làm 12 phút. Task 2 thì mình làm trong vòng 38 phút. Tại vì cái tốc độ đánh máy nó cực kỳ nhanh luôn các bạn. Thi máy tính nó đánh máy nó cực kỳ nhanh. Ví dụ như cái phần mở bài với kết bài mình có thể đánh trong vòng 5 phút là xong rồi. Đánh máy nó cực kỳ nhanh. Mọi người mà ở nhà đánh máy nó quen, các bạn nào mà đánh 10 ngón nè, đánh 10 ngón tay mà tay là lão luyện thì máy tính cực kỳ lợi nha. Nhớ là đánh lần là gì? Như mình là mình đánh 10 ngón nha. Mình đánh lần 10 ngón, mình đánh mình không nhìn. Thì mình đánh tới đâu á thì nó sẽ đếm chữ tới đó. Ok không? Mình thi máy tính đi. Nó sẽ tiện hơn thời buổi này rồi mà chúng ta thi giấy nữa, ngồi chờ lâu lắm. Ok, như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái phần viết kết bài. Mình sẽ lưu lại cái livestream này và mình sẽ phát trên cái kênh này nha các bạn. Các bạn vào cái kênh này nha. Cái kênh IELTS Writing Thầy Hiếu này nè. Các bạn subscribe kênh này để các bạn có thể xem được những cái video về những cái bài giảng chuyên cho cái kỹ năng writing Task 2. Trong thời gian sắp tới, mình sẽ làm luôn cả phần Task 1 luôn nha. Tiện cho mấy bạn bị run tay viết ra vậy. Bạn nào mà bị mồ hôi tay á, thì nên đi thi giấy đi. Nhầm, bạn nào mà bị mồ hôi tay á, tay mình đổ mồ hôi nè. Mình đổ mồ hôi á thì mình nên đi thi máy tính. Máy tính cho nó tiện. Ok không? Nó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Đi thi máy tính á, đánh máy nó cực kỳ nhanh, làm bài writing nó cực kỳ thoải mái, không phải gạch xóa giống như là mình thi bên giấy. Tự học IELTS 6 chấm dễ không thầy? Nó dễ hay khó nó sẽ tùy thuộc vào cái trình độ tiếng Anh hiện tại và cái quỹ thời gian em đầu tư
cho cái kỳ thi IELTS này, cũng như là những cái nguồn tài liệu và những bạn em có thể học những cái livestream tự học gì đó trên những cái TikTok hay là trên những Facebook của những thầy cô có uy tín, thì em cũng sẽ học được những cái kiến thức đó, em có thể thi được mức 6 chấm, không không có khó nha. Quan trọng là em phải quyết tâm. Còn mà em học những cái mà nó lan man mà những cái nó lỗi thời rồi đó,